tục rà soát chặt chẽ các trường hợp F1 và F0, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong các khu vực cách ly y tế. Đó là kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, quận huyện vào cuối giờ chiều tối qua. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì cuộc họp. Hôm qua ngày 9 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận 60 ca mắc COVID-19, tuy nhiên không có ca trong cộng đồng. Các ý kiến tại cuộc họp tập trung vào vấn đề bảo đảm cung ứng lương thực thực phẩm trong khu cách ly y tế cũng như kiểm soát việc lây nhiễm trong các khu vực này. Nhấn mạnh vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, qua kiểm tra thực tế tại quận Sơn Trà và phản ánh của người dân, vẫn có tình trạng thiếu nhu yếu phẩm tại một số nơi. Nguyên nhân theo quận Sơn Trà là do khả năng của đơn vị cung ứng không đáp ứng theo những gì đã cam kết, do vậy gây chậm trễ trong quá trình vận chuyển cung cấp hàng hóa cho người dân. Hiện quận đã họp bàn với các địa phương và đã phối hợp với một số đơn vị để triển khai cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm cho người dân khu vực cách ly. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định quận Sơn Trà vẫn còn nguy cơ rất cao, nên đề nghị quận cũng như các địa phương tiếp tục rà soát tại các khu vực cách ly, các điểm nóng phong tỏa, đồng thời tiếp tục rà soát các tiểu thương trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận Sơn Trà phối hợp với Sở Công Thương thành phố để kịp thời cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Đề nghị các quận huyện, đặc biệt là Sơn Trà, quan tâm đến cái đời sống của nhân dân, kịp thời cung cấp lương thực thực phẩm, và đề nghị là Sở Công Thương cùng với lại mặt trận, cùng với quận Sơn Trà và các địa phương khác, ta ưu tiên cho các cái vùng phong tỏa, các cái phường của Sơn Trà và một số khu phong tỏa của các quận huyện khác, đề nghị các ông chí cân đối và tính toán. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị siết chặt việc điều tra dịch tễ và lấy lời khai của các F0, F1 cũng như không tạo tâm lý lo lắng cho người dân, tránh làm sai lệch thông tin. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị khẩn trương lập danh sách tiêm chủng cụ thể, đồng thời phải tuyên truyền để người dân hiểu rõ, tránh hiểu lầm, ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng.